Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 2 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Dự luật nâng trần nợ công Mỹ vượt ái thượng viện Tất cả đã hoàn tất, cha con Joe Biden fan này gặp đại nạn rồi, Cựu phụ tá của Tổng thống Trump công bố gần 10.000 tấm hình trong chiếc laptop From House của Hunter Biden lên mạng xã hội. Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Mỹ áp lệnh trừng phạt đầu tiên đối với xung đột Sudan. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào ngày 1 tháng 6 theo giờ Mỹ, Thượng viện đã thông qua dự luật nâng trần nợ công và hạn chế chi tiêu chính phủ. Theo hãng tin Bloomberg, việc dự luật được Thượng viện thông qua đã chấm dứt kịch bản vỡ nợ của nước Mỹ, vốn có thể đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Dự luật nhận được 63 phiếu thuận và 36 phiếu chống. Các thành viên theo xu hướng ôn hòa của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều ủng hộ dự luật. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ George Schumer nói ngay trước cuộc bỏ phiếu, nếu chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ không vỡ nợ. Điều đó rất rất quan trọng. Theo đài CNN, ngay sau khi Thượng viện thông qua dự luật, Joe Biden đã ca ngợi những nỗ lực vượt qua của các nghị sĩ và cho biết ông đang mong muốn được ký ban hành luật. Tuyên bố của Tổng thống Biden viết, công việc của chúng ta còn lâu mới kết thúc, nhưng thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng và là lời nhắc nhở về những gì có thể xảy ra khi chúng ta hành động vì lợi ích tốt nhất của đất nước mình. Tôi mong muốn được ký ban hành luật càng sớm càng tốt và nói chuyện trực tiếp với người dân Mỹ vào ngày mai. Trước đó vào tối ngày 31 tháng 5, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật với 314 phiếu thuận. Dự luật gồm 99 trang cho phép nâng trần nợ công của Mỹ và quy định thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giảm chi phí, bao gồm giới hạn chi tiêu của chính phủ trong 2 năm tới và thu hồi hàng tỷ đô la từ quỹ Covid-19 chưa chi tiêu. Tất cả đã hoàn tất, cha con Joe Biden phen này gặp đại nạn rồi. Cựu phụ tá của Tổng thống Trump công bố gần 10.000 tấm hình trong chiếc máy điện toán của Hunter Biden lên mạng xã hội. Quý vị thân mến, số lượng hình khổng lồ từ máy điện toán sắt tay bị bỏ rơi của Hunter Biden hôm thứ Năm đã được công bố trên một trang mạng mới, khi con trai đương kim Tổng thống đang phải đối mặt với các cuộc điều tra vào những giao dịch kinh doanh ở nước ngoài và những cáo buộc trốn thuế và súng ống. Cụ thể, gần 10.000 tấm hình được chụp từ năm 2008 đến năm 2019 sẽ được đăng trên BidenLaptopMedia.com sau khi một phụ tá tòa bạch ốc của ông Donald Trump dành hàng tháng trời lướt qua kho lưu trữ kỹ thuật số, bôi đen một số hình ảnh và công bố số còn lại. Nhà sáng lập tổ chức bất vụ lợi Marco Polo Gareth Ziegler cho Fox News hay. Điều duy nhất chúng tôi hướng tới là sự thật và minh bạch. Trong số những hình ảnh được bồi xóa là những tấm hình có thông tin cá nhân như là số an sinh xã hội, ngân hàng và số thẻ tín dụng. Những tấm hình của chị dâu Holly Biden, quả phụ của anh trai Bill Biden, sau này trở thành người tình của Hunter Biden, cũng được che giấu khỏi mắt công chúng. Trang mạng cũng tiết lộ hai tấm hình trước đây chưa từng được biết đến. Một trong những tin nhắn giữa Hunter và Holly và giữa Hunter với bạn gái Joe Keston vào người năm ngoái Crasky trước đại bồi thẩm đoàn ở Delaware điều tra con trai tổng thống. Ziegler nói với Fox News Digital, nếu người dân Mỹ muốn biết gia đình tổng thống của họ như thế nào thì họ sẽ được biết và chúng tôi sẽ không bỏ những tấm hình cho thấy gia đình của Biden tồi tệ đến mức nào. Công tố viên liên bang chưa thông báo liệu có truy tố Hunter Biden những tội danh như là gian lận thuế, khai man về việc dùng ma túy trong đường bổ súng. Hunter cũng đối mặt với một cuộc điều tra khác từ Quốc hội về những giao dịch kinh doanh ở nước ngoài. Ủy ban giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã xem xét kỹ lưỡng hồ sơ ngân hàng để hậu thuẫn những tuyên bố mua bán ảnh hưởng trong gia đình của Tổng thống. Nhiều tấm hình cho thấy Hunter trong nhiều tình trạng là không quần áo và dụng cụ sử dụng ma túy chung quanh. Trong cuốn hồi ký Beautiful Thing được xuất bản vào năm 2021, con trai tổng thống Joe Biden kể lại việc trong nhiều năm vật lộn với việc nghiện ma túy. Tổ chức Marco Polo của Ziegler cũng lưu trữ hơn 120.000 email từ chiếc máy tính sách tay của Hunter Biden trên trang mạng bidenlaptopemail.com. Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an họp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Quý vị thân mến, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết, Washington đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an để ban về nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên. Triều Tiên vào ngày 31 tháng 5 đã thực hiện một vụ phóng tên lửa nhằm đưa vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này lên quỹ đạo nhưng thất bại. Cả tên lửa đẩy và vệ tinh đều bị rơi xuống biển. Washington đã lên án động thái trên với lý do vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an có nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh trong khu vực và xa hơn. Reuters dẫn lời Nest Even, phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào ngày 1 tháng 6 cho biết, nước này đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp mở về vụ phóng, đồng nghĩa quá trình thảo luận sẽ được truyền trực tiếp. Một nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc tiết lộ, ngoài Mỹ, Albania, Ecuador, Anh, Pháp, Nhật Bản và Mata cũng có yêu cầu này, sau nỗ lực thất bại ngày 31 tháng 5, Kim Joo Jong, người em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm thực hiện vụ phóng mới đưa vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo. Bà Kim cũng khẳng định rằng Triều Tiên sẽ tăng cường các khả năng trinh sát quân sự. Phát biểu tại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lord Austin cáo buộc Triều Tiên đang theo đuổi chương trình hạt nhân có tên lửa nguy hiểm, đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Theo phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Guterres cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an. Trong tuyên bố mới, bà Kim cho rằng những lời chỉ trích vụ phóng là tự mâu thuẫn vì Mỹ và các nước khác đã phóng hàng ngàn vệ tinh. Mỹ áp lệnh trừng phạt đầu tiên đối với xung đột Sudan Quý vị thân mến, Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đầu tiên liên quan đến cuộc xung đột ở Sudan. Cảnh báo rằng tất cả những kẻ phá hoại hòa bình ở quốc gia Đông Bắc Châu Phi này đều sẽ phải chịu trách nhiệm. Các biện pháp trừng phạt vào ngày 1 tháng 6 nhằm vào hai công ty liên kết với lực lượng vũ trang Sudan SAF và hai công ty khác liên kết với lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự OSF Tòa Bạch Ốc cũng thông báo áp đặt các hạn chế về thị thực đối với những kẻ gây ra bạo lực nhưng không nêu danh tính của họ. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nêu rõ trong một tuyên bố, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, bạo lực vô nghĩa vẫn tiếp diễn trên khắp Sudan, cản trở quá trình hỗ trợ nhân đạo và gây tổn hại cho những người cần hỗ trợ nhất. Đặc biệt, phạm vi và quy mô đổ máu ở Khartoum và Darfur thật kinh khủng. OSF và quân đội Sudan do hai tướng lĩnh đối địch lãnh đạo đã tham gia vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát nhà nước và các nguồn lực kể từ giữa tháng 4. Bạo lực đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1,3 triệu người phải sơ tán. Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty do người đứng đầu OSF kiểm soát có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thủ đô Khartoum của Sudan, cũng như là hai công ty quốc phòng có liên kết với SAF do tướng Abdel Oberhan lãnh đạo. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng, thông qua các biện pháp trừng phạt, chúng tôi đang cắt đứt với các dòng tài chính quan trọng đối với lực lượng hỗ trợ nhanh và lực lượng vũ trang Sudan, tức đoạt các nguồn lực cần thiết để trả lương cho binh lính, trang bị vũ khí, tiếp tế và tiến hành chiến tranh tại Sudan. Hoa Kỳ đứng về phía thường dân chống lại những kẻ tiến hành bạo lực với người dân Sudan. Các quan chức Mỹ trước đó đã đe dọa trừng phạt các bên tham chiến ở Sudan nếu xung đột tiếp diễn. Washington và Riyadh đã giúp cho môi giới một số thỏa thuận ngừng bắn trong những tuần qua, nhưng người dân vẫn tiếp tục báo cáo giao tranh bất chấp thỏa thuận. Vào đầu tuần này, các bên đã đồng ý kéo dài thỏa thuận ngừng bắn dự kiến hết hạn vào đầu tuần tới, kéo dài thêm 5 ngày để hỗ trợ nhân đạo. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến tại thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Saudi đã bị đình chỉ vào ngày 31 tháng 5. Sau khi đại diện quân đội rút khỏi các cuộc đàm phán cáo buộc OSF vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ông Sullivan cho biết vào ngày 1 tháng 6 cam kết Mỹ sẽ nỗ lực ngăn chặn kết cục đó. Việc lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh chóng không tuân thủ lệnh ngừng bắn chỉ làm sâu sắc thêm mối lo ngại của chúng tôi về việc người dân của Sudan sẽ một lần nữa phải đối mặt với cuộc xung đột kéo dài và sự đau khổ lan rộng dưới bàn tay của lực lượng an ninh. Hoa Kỳ khẳng định, mục tiêu chính của họ ở Sudan là giảm bạo lực trước khi hướng tới chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và đưa đất nước trở lại chế độ dân sự. Sau nhiều năm thù địch, Mối quan hệ giữa Khartoum và Washington đã ấm lên kể từ khi quân đội Sudan phế trước Tổng thống lâu năm Omar al-Bashir vào năm 2019 sau nhiều tháng biểu tình trong chính phủ. Hai quốc gia đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao vào giữa năm 2020 và trong những tháng tiếp theo, Sudan cũng đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel và được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các nhà nước bảo trợ khủng bố. Tháng 10 năm 2021, quân đội Sudan tiến hành cuộc đảo chính trong lại chính phủ dân sự của thủ tướng Abdalla Hamdok, khiến cho ông phải từ chức vào đầu năm 2022. Ông Berhan, người đứng đầu hội đồng chủ quyền do quân đội chi phối, trên thực tế đã điều hành đất nước kể từ khi ông Hamdok rời đi. Trước khi bạo lực bùng phát vào tháng 4, các nhà lãnh đạo của Sudan dự định ký một thỏa thuận đưa đất nước trở lại quá trình chuyển đổi dân chủ. Nhưng thỏa thuận này đã bị trì hoãn vì những bất đồng không thể hòa hoãn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.